Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ xả nước đầy cái bể cá sấu này để cho cá sấu bơi thỏa thích nhá. Bởi vì là tới đây mình sẽ vào Sài Gòn rồi, cũng sẽ có ít cơ hội để gặp nó, cho nên là hôm nay mình sẽ cho nó toại nguyện một bữa để xem là chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta xả đầy bể. Đây, chúng ta sẽ bơm nước từ giếng lên. Giếng ở đâu kia? Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kéo ống. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bật công tắc nhé. Khởi động nào. Các bạn thấy rằng là bể nước của chúng ta đã gần đầy rồi. Thôi, tốt nhất là chúng ta nên giới hạn lượng nước như thế này thôi. Như thế này là đã quá đủ để cho con cá sấu của chúng ta bơi qua bơi lại giữa hai bể rồi. Chứ mà để cho nó chảy thêm thì có thể nó sẽ bể cái này tràn nước ra thì sẽ rất là nguy hiểm. Cá sấu sẽ sổng chuồng. Bây giờ mình sẽ đi tắt nước nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ ra xem con cá sấu nó thế nào nhá. Đây, các bạn nhìn thấy rằng là nước của chúng ta đã tràn lênh láng ra đây. Đấy, chảy cả ra ngoài đường kia kìa. Ok, không sao. Lâu lâu chiều con cá sấu một lần. Đây, các bạn nhìn thấy anh ta đang lặn ở dưới đáy. Đấy, kia có cái đầu gà nó đang nổi leo phèo kìa. Đây, trông anh ta có vẻ rất thoải mái. Lâu lâu mới được một bữa tắm đả như thế này. Đây, anh ta di chuyển kìa. Đấy, trồi lên mặt nước. Các bạn thấy rằng là nước nó sắp tràn ra ngoài cái bờ rào luôn. Mở cửa ra, hello cá sấu kia coi. Anh ta thấy mình mở cửa, anh ta tưởng cho ăn, anh ta đang tiến lại đây này. Đấy, anh ta bơi sang rồi đấy, nhanh chưa? Ui mẹ ơi, nó có lao ra không ta? Đầy nước nó tràn lên tít trên này này các bạn. Đấy, ngập cả cái bờ, nó đứng cho nó ăn luôn. Các bạn thấy rằng anh cá sấu của chúng ta nằm rất là thoải mái. Nước rất là trong phải không nào?
Các bạn tính xem ở đây là bao nhiêu mét khối nước nào. Dài là khoảng tầm 4 mét rưỡi, 5 mét gì đấy. Còn rộng thì khoảng tầm 3 mét. Đấy. Mực nước ở đây cao thì theo mình tính thì chắc khoảng tầm 40 đến 50 cm đấy. Các bạn có còn nhớ cái công thức tính thể tích không nhỉ? Hello cá sấu nào. Các bạn thấy rằng là chúng ta đang ở rất gần con cá sấu. Đây, cái tay của mình cách cái mặt của nó chỉ có khoảng tầm là 60 đến 70 cm thôi. Trông anh ta có vẻ dễ thương đúng không nào? Đây, các bạn nhìn thấy rằng là đôi mắt thơ ngây với một làn da đã nhăn nheo theo cùng năm tháng. Anh ta đang nằm một tư thế rất là thoải mái, chân anh ta thỉnh thoảng anh ta cựa quậy. Nào, hello cá sấu. Cá sấu chào các bạn cái nào. Tớ biết mà, có bạn nào giật mình không nhỉ? Nãy tớ bị nó hù một cái rồi. Anh ta ẩn nấp xuống dưới kia đấy, anh ta lặn xuống. Các bạn thấy anh ta lặn xuống á, là cái mắt của anh ta có một cái lớp màng rất là mỏng màu trắng. Các bạn thấy là nó bọc lấy cái mắt của anh ta đấy. Mắt của nó có hai lớp bảo vệ lận á. Đây, anh cá sấu của chúng ta đang nằm thư giãn dưới cái làn nước trong veo. Các bạn thấy rằng là trên mặt nước nó còn có vài cái lá vàng trôi hững hờ nữa kìa. Một cảm giác rất là yên bình của con này. Ok, thôi được rồi. Hãy để anh ta tận hưởng những cái giây phút đặc biệt. Lâu lâu mới có một lần. Đấy, lặn xuống này. Nằm im ở đấy, phục kích luôn đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào mình thu dọn ống nhá. Đầy nước chảy tràn ra liên tục. Trời nhiều mây, đen lắm rồi. Có lẽ là sắp mưa rồi đấy.